Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá, từ sau phiên họp thứ 23 tháng 1 năm 2023 đến nay, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới, tích cực, đồng bộ, hiệu quả hơn cả ở Trung ương và địa phương. Cụ thể như, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố điều tra 1.099 vụ, 2.411 bị can về các tội tham nhũng chức vụ kinh tế, khởi tố mới 242 vụ án, 864 bị can về tội tham nhũng, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Đối với các vụ án vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, đã khởi tố mới 4 vụ án 24 bị can, khởi tố thêm 78 bị can trong 11 vụ án, kết thúc điều tra 3 vụ án 88 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 8 vụ án 153 bị can, xét xử sơ thẩm 6 vụ án 51 bị cáo. Các cơ quan chức năng đã chủ động phát hiện, quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra, khởi tố mới nhiều bị can trong nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực lớn, phức tạp, có tính hệ thống, có tổ chức, liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương, cả trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, như các vụ án liên quan đến đăng kiểm, vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và một số đơn vị, vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị địa phương, các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Pháp, các vụ án vụ việc liên quan đến Công ty AIC và các đơn vị liên quan. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 100 tổ chức đảng, hơn 3.600 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật 12 tổ chức đảng, 26 cán bộ cấp giám đốc sở và tương đương trở lên. Trong đó có một nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 3 chủ tịch, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, 2 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Các cơ quan chức năng qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã chuyển 137 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Kiến nghị xem xét xử lý hành chính 232 tập thể và 1.146 cá nhân. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được chú trọng tăng cường. Đã khởi tố điều tra 2 thiếu tướng nghỉ hưu trong lực lượng vũ trang, 2 cán bộ tòa án nhân dân và 1 cán bộ viện kiểm sát nhân dân, 14 cán bộ thanh tra giám sát của các cơ quan, thanh tra chính phủ, ngân hàng nhà nước, kiểm toán nhà nước, ủy ban giám sát tài chính quốc gia và 12 cán bộ thanh tra các địa phương. Xử lý kỷ luật 12 cán bộ là viện trưởng, phó viện trưởng, viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, trưởng phòng, trưởng công an một số huyện thành phố. Nhiều địa phương đã khởi tố cả cán bộ là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc, phó giám đốc sở, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận huyện. Tháng 2 vừa qua, việc ra mắt cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất hoan nghênh và đánh giá cao. Coi đây là cuốn cẩm nang giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ, hiểu đúng về bản chất cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam. Nhưng có một cái nổi bật là vừa qua các cơ quan phối hợp với nhau là rất tốt, càng ngày càng tốt hơn. Khi chúng ta đã họp rồi thống nhất rất là cao trong hành động cụ thể và có kết quả thiết thực. Tôi cứ hay nói đã làm rồi, tốt rồi, lại phải làm tốt hơn nữa. Kết quả rồi phải kết quả nhiều hơn nữa, đã được dân tin rồi, dân càng tin hơn nữa. Số lượng công việc, đầu việc thì nhiều, trong đó thì có nhiều cái vụ án khó, nhưng mà chúng ta vừa qua đều đã xử lý được và xử lý nghiêm. Việc chúng ta chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng là cần thiết và là đúng. Vừa qua nhiều nơi đã làm tốt rồi, không phải là tất cả, nhưng mà có tác dụng. Một là để không ỷ lại cấp trên, thứ hai là bản thân các đồng chí tại chỗ đấy phải gương mẫu trước thì mới có thể đi làm được. Nó có tác dụng rất tốt. Những vụ nào lớn mà liên quan đến nhiều địa phương khác thì trung ương chúng ta cơ quan ở trên này chúng ta làm, các đồng chí từng tỉnh thì không thể làm được, thì lại phải có sự phối hợp trên dưới nữa, cũng là cho ta thêm cái kinh nghiệm. Và cũng có những hình thức xử lý mới, xử lý rất là nghiêm nhưng mà cũng rất nhân văn. Vừa thu hồi được tài sản nhiều hơn, tốt hơn, mà vừa có tác dụng răn đe, ngăn ngừa để không xảy ra là tốt nhất. Tôi cho đây là cái mới và kinh nghiệm chúng ta nên phát huy tiếp và thành xu thế không thể đảo ngược được. Không làm không được, dân người ta không chịu đâu.
nhân dân hoan nghênh, vui mừng và thấy có nhiều cái nhân tố mới, cách làm mới, tốt. Từ nay đến cuối năm, một trong những nhiệm vụ mà Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng chỉ đạo ra soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Đây chính là một biểu hiện của tiêu cực, gây nhiều hệ lụy xấu, làm chậm sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy, cần tập trung chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng này. Chỉ đạo kiểm tra làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu trong xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, pháp luật có nhiều sơ hở, bất cập để tổ chức, cá nhân lợi dụng trục lợi. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, không để cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong ban hành chính sách, pháp luật gây thiệt hại cho nhà nước và xã hội. Có những cái tiêu cực ngầm nó còn nguy hại hơn nhiều, thì phải tinh tường cái chỗ này. Ngay từ việc đề ra chủ trương, kế hoạch, luật pháp, công tác này nó mới là từ gốc. Ông mà cài một vài cái vào luật hay là vào chính sách các thứ là mai kia mở đường cho tiêu cực nó làm thôi. Ngay từ khâu mở đầu, anh định Quốc hội ta phải giám sát cái chỗ này. Có khi ông tiêu cực ngay từ cái lúc ông định ra luật hoặc ra quy định nào đó cũng phải chống cái này thì mới là từ gốc được. Còn do trình độ thấp lại khác, còn do cái động cơ anh lại mở đường cái để cho kẽ hở nào đấy để nó lợi dụng cái này nó vào, không tôi làm đúng luật đấy, thì lúc bây giờ anh luật phải chịu trách nhiệm. Và nếu cần thì là phải kiểm tra anh nào làm cái luật ấy. Phải làm tận gốc cơ mà, chứ không thể để muốn làm thế nào thì làm, mà đấy mới là cái chỗ nguy hiểm. Cái này có phải chăng lại là một điểm mới không? Đặc biệt là những lĩnh vực mà chủ trương, kế hoạch, quản lý tài chính, ngân hàng, vân vân. Đấy, dễ có cái sự móc ngoặc, sự đồng lõa lắm. Thường trực Ban chỉ đạo cũng yêu cầu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, nhất là các vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty AIC, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm tỉnh, thành phố. Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 5 vụ án trong quý 2 năm nay. Vụ án xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 Sienco 1. Vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và một số đơn vị liên quan. Vụ án buôn lậu vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại khóm 5 phường Châu Phú An, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Vụ án tham mô tài sản xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam. Thường trực Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Ban chỉ đạo cấp tỉnh tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong xã hội, xử lý nghiêm có hiệu quả tình trạng tham nhũng vặt, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực, nhất là các vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực giao địa phương chỉ đạo xử lý và các vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi chỉ đạo. Cũng tại cuộc họp này, Thường trực Ban chỉ đạo đã thống nhất thành lập 5 đoàn kiểm tra chuyên đề việc thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực thành pháp luật của nhà nước tại một số cấp ủy tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương và tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh.